Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với phần ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên đến đối tượng chúng ta sẽ trao đổi đến đối tượng về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp tiếp theo là gì ạ? Ưu đãi cho dự án đầu tư mở rộng. Lúc trước chúng ta đã trao đổi tổng quan nguyên tắc chung về ưu đãi thuế rồi đúng không ạ? Giờ chúng ta sẽ có trao đổi đến một điểm đặc biệt, và cái phần này là phần bắt đầu thay đổi từ nghị định 2018 năm 2014 cho phần ưu đãi phần đầu tư mở rộng ạ. Trước đó thì không có đâu ạ. Trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2013, dự án đầu tư mở rộng không được hưởng ưu đãi thuế. Nhưng bắt đầu từ nghị định 2018 thì phần ưu đãi đầu tư mở rộng đã được quay trở lại rồi. Và mình thấy cái điểm này là một điều chỉnh cực kỳ hợp lý của quy định về văn bản thuế. Vì sao lại như vậy? Chúng ta sẽ cùng thấy. Nguyên tắc sẽ về bản chất. Vì sao được ưu đãi ạ? Ưu đãi được khuyến khích. Khuyến khích cái gì ạ? Khuyến khích ngành nghề, khuyến khích địa bàn phát triển, khuyến khích các doanh nghiệp có quy mô lớn phát triển. Vậy thì dù là đầu tư mới hay là đầu tư mở rộng thì có đảm bảo các yếu tố này không ạ? Cũng là đầu tư mở rộng theo cái ngành nghề đấy chẳng hạn, cũng là đầu tư mở rộng nhưng cũng trên địa bàn đó, hoặc là đầu tư mở rộng thì lại càng tăng quy mô, như vậy thì tại sao lại không được hưởng ưu đãi? Do đó đấy là lý do mà mình nói là cái quy định cho được hưởng ưu đãi đầu tư mở rộng quay trở lại là một điều chỉnh cực kỳ hợp lý của văn bản thuế như mình nhé. Rồi bây giờ chúng ta đi xem vậy thì các dự án đầu tư mở rộng chúng ta sẽ được xác định ưu đãi thuế như thế nào. Trong phần này thì nếu như xét mà để các bạn đọc thông tư và đọc văn bản nó sẽ hơi phức tạp và hơi lằng nhằng một chút xíu, nên là mình sẽ tóm tắt lại cho các bạn theo kiểu dạng và sơ đồ như thế này cho các bạn dễ hình dung, được chưa? Đầu tiên chúng ta sẽ xuất phát điểm là chúng ta sẽ có dự án mở rộng, được chưa? Rồi với cái phần dự án mở rộng như thế này, tương tự với tất cả các thể loại sơ đồ chúng ta đều có, chúng ta sẽ đặt câu hỏi đầu tiên là thỏa mãn điều kiện như thế này đúng không ạ? Điều kiện ưu đãi theo nghị định 2018/20, và những cái điều kiện ưu đãi như thế nào chính là điều kiện về ngành nghề, về địa bàn, về quy mô đều có, đúng không ạ? Nếu như thỏa mãn điều kiện về ưu đãi theo nghị định 2018, nếu như câu trả lời mà là không thì sao ạ? Xin chia buồn với các bạn sẽ không được hưởng ưu đãi, không ưu đãi, được chưa? Thì các bạn có thỏa mãn điều kiện nào đâu? Bây giờ chúng ta đây sẽ đi đến câu hướng tiếp theo. Nếu như câu trả lời mà là có nghĩa là các bạn, cái dự án đầu tư mở rộng của bạn mặc dù là mở rộng nhưng có thỏa mãn hoặc về ngành nghề, hoặc về địa bàn, hoặc là về quy mô, vậy thì chúng ta sẽ xét đến điều kiện tiếp theo là gì? Ok, khi mà đã thỏa mãn điều kiện như thế này có nghĩa là chúng ta đã có cơ sở để chúng ta sẽ xem xét xác định là chúng ta được hưởng ưu đãi rồi. Tuy nhiên bắt đầu từ nghị định 2018 thì cái mức ưu đãi cho đầu tư mở rộng nó lại được chia ra làm hai mức. Đấy là trường hợp nếu như mở rộng tương đối lớn thì các bạn sẽ được phép lựa chọn. Do đó đến đoạn này chúng ta sẽ phải xác định đến câu hỏi tiếp theo, đấy là có thỏa mãn các điều kiện, một trong ba điều kiện về quy mô mở rộng hay không, được chưa? Quan trọng là thỏa mãn một trong ba nhỉ, chứ không phải cả ba thì càng tốt và càng chắc chắn nhỉ. Thì một trong ba điều kiện về mở rộng, về ở đây là về quy mô ạ. Và cái quy mô đấy như thế nào? Thực ra thì nếu như lúc mà các bạn làm thực tế thì các bạn sẽ tra lại văn bản, thì riêng phần ưu đãi thuế cực kỳ là phức tạp, nó rất là khó để các bạn nhớ. Nhưng trong trường hợp các bạn đi thi, nếu như đề bài không cho và không có thông tin cụ thể thì đoạn này chúng ta sẽ phải nhớ. Vậy thì làm thế nào để các bạn nhớ được cái quy mô, một trong các bạn cái ba điều kiện về quy mô, để các bạn xác định xem là các bạn được có được lựa chọn hay không ở đây là như thế nào, để các bạn nhớ cho mình một cái, nó là nguyên tắc 20. Cái đoạn này quy định của mình có số 20 rất là đẹp để chúng ta có thể dễ nhớ, đúng chưa? Nguyên tắc 20 đấy nó thể hiện như thế nào? Tức là chúng ta sẽ cùng đi chi tiết. Thì cái đấy nó sẽ để là điều kiện đầu tiên về mặt quy mô, đấy là giá trị nguyên giá tài sản cố định. Nguyên giá tài sản cố định sẽ từ 20 tỷ trở lên, được chưa? Điều kiện số 1. Điều kiện số 2 cũng là về tài sản cố định, cũng là về nguyên giá tài sản cố định, nhưng mà là tỷ trọng tăng lên. Tỷ trọng tăng là gì ạ? Đã gọi là tỷ trọng thì chúng ta sẽ tính theo phần trăm, sẽ là gì ạ? Từ 20% trở lên so với tổng nguyên giá tài sản cố định sau khi mà dự án đầu tư mở rộng hoàn thành. Đấy là điều kiện số 2. Và sang điều kiện số 3 cũng là số 200, nhưng lúc đấy không căn cứ theo tài sản cố định nữa mà chúng ta sẽ căn cứ theo công suất. Nếu như công suất mà cũng tăng lên từ 20% trở lên thì cũng được xếp vào nhóm gì ạ? Mở rộng tương đối là lớn. Do đó, đây là cái mà mình nói với các bạn là chúng ta sẽ áp dụng theo nguyên tắc 20, đúng chưa? Ở đây có một số bạn đưa câu hỏi mình, tại sao lại căn cứ theo tài sản cố định? Vì sao ạ? Vì chúng ta đang nhắc đến ở đây là gì?
đầu tư mở rộng. Mà có đầu tư mở rộng thì kiểu gì cũng sẽ phải có gì ạ? Đầu tư tài sản, cố định, đầu tư máy móc thiết bị, đầu tư nhà xưởng, đúng chưa? Đấy là lý do vì sao mà cái con số ở đây lại căn cứ theo nguyên giá tài sản cố định tăng thêm. Nó thể hiện gì ạ? Quy mô mà các bạn sẽ mở rộng dự án như thế nào. Ok chưa? Rồi ạ. Với ba điều kiện này, chỉ cần dự án đầu tư mở rộng của các bạn thỏa mãn một trong ba điều kiện thì khi có các bạn sẽ có quyền lựa chọn. Cái này quan trọng nhé. Các bạn sẽ có quyền lựa chọn, nếu như câu trả lời ở đây là có. Thì khi đó các bạn có quyền lựa chọn nó và áp dụng ưu đãi đầu tư cho cái dự án đầu tư mở rộng của bạn như một dự án mới thành lập bình thường. Như vậy chúng ta sẽ có lựa chọn áp dụng ưu đãi như dự án mới. Được chưa? Chúng ta sẽ làm như thế này. Thế là trường hợp đối với câu trả lời là có. Nếu như câu trả lời mà là không thì sao ạ? Câu trả lời mà là không có nghĩa là các bạn không có quyền lựa chọn. Các bạn đã không có quyền lựa chọn thì chỉ có là gì ạ? Các bạn hiện tại các bạn đang như thế nào thì các bạn sẽ được áp dụng như thế. Vậy thì khi đó chúng ta sẽ phát sinh thêm một câu hỏi nữa. Đấy là gì ạ? Như hiện tại, cái dự án hiện tại của chúng ta đang như thế nào? Dự án hiện tại có đang được hưởng ưu đãi thuế không? Tức là gì ạ? Dự án hiện tại có đang hưởng ưu đãi thuế không? Có nghĩa là thuộc thỏa mãn các điều kiện là được hưởng ưu đãi thuế như thế này. Hoặc là cái trường hợp đang còn được hưởng ưu đãi thuế theo quy định tại thời điểm cũ, tại thời điểm dự án, tại thời điểm công ty được thành lập, đúng chưa? Thì chúng ta sẽ đặt tiếp câu hỏi như thế này. Nếu như mà câu trả lời mà là không thì sao ạ? Lại quay về đây. Dự án đầu tư mở rộng có được hưởng ưu đãi gì không ạ? Không được hưởng ưu đãi gì cả. Nếu như trường hợp câu trả lời mà là có thì sao ạ? Khi câu trả lời mà là có thì khi đó dự án đầu tư mở rộng của các bạn sẽ được hưởng ưu đãi tương đương với dự án đầu tư hiện tại cho thời gian còn lại. Có nghĩa là sẽ được áp hưởng ưu đãi gì ạ? Ví dụ nếu có ưu đãi về thuế suất thì sẽ được hưởng áp dụng ưu đãi về thuế suất. Nếu có ưu đãi về miễn giảm thuế thì cũng sẽ được hưởng ưu đãi về miễn giảm thuế. Tuy nhiên, các không được thuận lợi cho lắm của cái trường hợp này, đấy là gì ạ? Chỉ là cho thời gian còn lại thôi. Cho thời gian còn lại có nghĩa là nếu như thời gian được hưởng ưu đãi còn lại của cái dự án đầu tư hiện tại mà chỉ có 5 năm, 2 năm hoặc thậm chí là 1 năm thì dự án đầu tư mới của các bạn, dự án đầu tư mở rộng của các bạn cũng chỉ áp dụng cho thời gian còn lại đấy thôi, chứ không được tính lại từ đầu. Được chưa? Cái này là cái điểm trường hợp áp dụng theo dự án đầu tư còn hiện tại. Còn trường hợp, chúng ta quay trở lại với trường hợp này. Nếu như các bạn gì ạ? Lựa chọn áp dụng như dự án đầu tư mới thì chúng ta sẽ như thế nào? Lúc đó chúng ta sẽ được hưởng ưu đãi như một dự án đầu tư mới, nhưng chỉ có gì thôi ạ? Chỉ có ưu đãi về thời gian miễn giảm thuế thôi, miễn và giảm, nhưng không được hưởng ưu đãi về thuế suất. Tuy nhiên trường hợp là chỉ có ưu đãi về miễn giảm như thế này, thì vậy thì cái lợi so với cái phương án này là gì ạ? Đấy là trong trường hợp nếu như dự án đầu tư mở rộng của các bạn mà trong giai đoạn đầu bị lỗ, thời điểm bắt đầu áp dụng ưu đãi miễn giảm thuế là khi nào ạ? Khi doanh nghiệp bắt đầu có lãi về mặt thuế, hoặc là từ năm thứ tư kể từ khi dự án có doanh thu, đúng chưa? Có nghĩa là chúng ta sẽ có lợi về mặt thời gian lúc mà dự án đang bị lỗ. Đấy là cái trường hợp nếu như chúng ta lựa chọn theo phương án này. Còn nếu như trường hợp mà chúng ta không lựa chọn phương án này thì sao? Đã không lựa chọn theo phương án là áp dụng ưu đãi đầu tư cho như một dự án mới thì khi đó chúng ta chỉ quay về gì thôi ạ? Chúng ta sẽ quay về trường hợp này. Yeah. Chúng ta sẽ xem là vậy thì có nghĩa là chúng ta sẽ lựa chọn áp dụng ưu đãi theo đầu tư dự án đầu tư hiện tại, và chúng ta sẽ có cái sơ đồ nó sẽ đi như thế này. Cái điểm khác biệt ở đây là gì? Nếu như lựa chọn theo dự án đầu tư mới chỉ có ưu đãi miễn giảm thuế, không có ưu đãi về thuế suất. Cái lợi là về mặt thời gian trong giai đoạn dự án đang bị lỗ. Còn nếu trường hợp mà áp dụng theo hướng này, theo dự án đầu tư hiện tại, phụ thuộc vào cái dự án hiện tại của các bạn đang có mức ưu đãi nào mà các bạn có thể sẽ có được hưởng y chang như vậy. Ở đây có thể là sẽ bao gồm cả ưu đãi về mặt thuế suất, nhưng cái dở của nó là gì ạ? Chỉ cho thời gian còn lại thôi. Ok chị ạ? Trong cái phần đầu tư mở rộng như thế này, mình cũng lưu ý thêm một các bạn nữa. Đối với trường hợp ở đây, ví dụ như cụ thể như này, cái quy mô về đầu tư sẽ căn cứ theo tăng về tỷ trọng tài sản cố định đầu tư thêm. Thì trong phần này mình lưu ý với các bạn, không phải trường hợp nào cũng được coi là đầu tư mở rộng, hoặc không phải trường hợp nào cũng bị coi là đầu tư mở rộng. Đấy là trường hợp gì ạ? Trường hợp doanh nghiệp đầu tư thường xuyên tài sản cố định. Theo ví dụ mình, thì trong trường hợp đó, cái phần máy móc thiết bị mà các bạn mua thêm nó khác so với ban đầu. Nó không phải là đầu tư mở rộng, mà nó chỉ đơn giản là gì thôi ạ?
theo tiến độ đăng ký theo theo cái việc mà các bạn thay đổi kinh doanh mà các bạn đã đăng ký ban đầu, rồi các bạn đầu tư bổ sung hay còn gọi là đầu tư thường xuyên. Quan trọng là nó không làm tăng công suất mà cũng không làm thay đổi vốn đầu tư của doanh nghiệp, thì khi đó là các bạn có thể sẽ không được xem không bị coi là đầu tư mở rộng, mà chỉ là gì rồi gắn với dự án cũ thôi. Đấy, cái điểm đấy là cái điểm mà các bạn cần lưu ý, nó không phải là đầu tư mở rộng. Cái phân biệt số 2 nó cũng không phải là đầu tư mở rộng, đấy là gì ạ? Có một số dự án ngay từ đầu tiên, dự án đầu tư ngay từ đầu tiên đã đăng ký theo kiểu dạng là phân kỳ đầu tư. Ví dụ như giai đoạn 1 như thế này, giai đoạn 2 như thế này, giai đoạn 3 như thế này. Và cái này được đăng ký từ giấy phép đầu tiên, từ lúc các bạn đăng ký dự án. Thì những trường hợp như vậy, đến khi mà mấy năm sau tại thời điểm này, khi các bạn bắt đầu tiến hành xây dựng cho giai đoạn 2 và giai đoạn 3, thì cái phần đó nó gọi là phân kỳ đầu tư và nó vẫn nằm trong dự án ban đầu, chứ nó không phải là đầu tư mở rộng, và vẫn được hưởng ưu đãi thuế như dự án đầu tư ban đầu bình thường. Được chưa? Thì đấy là cái phần mà liên quan đến ưu đãi đầu tư mở rộng, ưu đãi đầu tư mở rộng như thế nào, đầu tư thường xuyên, đầu tư phân kỳ ra làm sao, thì cái điểm mà các bạn cần phân biệt. Được chưa? Có quan trọng ở chỗ này. Hai phương án khác nhau thì cái mức ưu đãi mà các bạn được hưởng khác nhau và cái cách áp dụng cũng khác nhau. Phần liên quan đến đầu tư liên quan đến đầu tư mở rộng này, rồi lại thuế là phần nó tương đối là khó. Phần này thì khả năng là chúng ta sẽ bị gặp sẽ rơi vào các câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi lý thuyết nhiều hơn. Nhưng nếu như chẳng may mà các bạn rơi vào câu hỏi bài tập thì nó sẽ chiếm tỷ trọng một phần nào đấy trong bài tập của các bạn thôi. Và làm thế nào để có thể tận dụng điểm được nhiều nhất thì các bạn học nhớ cho mình theo kiểu dạng là sơ đồ như thế này. Chúc các bạn thành công.